chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Zone Điên Soka Vlog. Hôm nay thì đi đang đi nghiên cứu tiểu thuyết các bạn. Rất dài luôn. Không biết là bắt đầu từ đâu. Đây, đây các bạn, đây là cuốn sách hướng dẫn của chiếc Bentley Continental GT V8 2020 các bạn nhé. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Sơn Tùng Auto và quay cho các bạn chiếc Bentley Continental GT V8 2020 các bạn nhé. Và đây là phiên bản kỷ niệm 100 năm của Bentley luôn, 1919 và 2019. Đây là mẫu xe dùng động cơ V8 4.0 lít. Nó khác so với những chiếc Bentley Continental GT VK12 sử dụng động cơ 6.0 lít. Còn đây là phiên bản dùng động cơ nhỏ hơn, thế nên nó sẽ có giá bán thấp hơn so với phiên bản đã được chính hãng nhập về Việt Nam cách đây không lâu với động cơ V12 6.0 lít. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại và khám phá xem Bentley Continental GT V8 2020 phiên bản V8 4.0 lít có gì đặc biệt các bạn nhé. Đây chính là chiếc Bentley Continental GT V8 4.0 lít đời 2020 và là phiên bản kỷ niệm 100 năm của Bentley, 1919-2019. Nó có những cái điểm gì đặc biệt nhất? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá. Bây giờ mình sẽ quay một vòng cho các bạn chiêm ngưỡng chiếc Bentley GT V8 này các bạn nhé. Thực sự là nó vô cùng đẹp, vô cùng cuốn hút, vô cùng sexy và cũng kết hợp với phong cách cực kỳ thể thao của một chiếc coupe hai cửa. Đó, các bạn có thể quan sát nó rất đẹp luôn. Đó, đây các bạn có thể quan sát phần đầu này. Nó quá đẹp, quá đẳng cấp luôn đấy. Về ngoại thất thì các bạn rất khó nhận ra những cái điểm khác biệt so với phiên bản VK12. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết các bạn nhé. Lưới tản nhiệt thì nó quá quen thuộc của những chiếc Bentley rồi. Nó quá quen thuộc trên những thương hiệu Bentley làm từ kim loại, mạ chrome và đó, dạng lưới tổ ong này. Phía trên thì có camera trong hệ thống camera 360 độ. Logo Bentley với dòng chữ 1919 và 2019. Chữ B với viền màu vàng và cái hình oval này cũng có viền màu vàng các bạn nhé. Viền màu vàng, đây là phiên bản kỷ niệm 100 năm 1919-2019. Nó cũng sẽ xuất hiện trên rất nhiều các chi tiết của chiếc Bentley này. Đèn pha là chi tiết mà mình cảm thấy nó đẹp nhất, nó đẳng cấp nhất. Nó thể hiện được sự sang trọng tinh tế của những chiếc Bentley. Đó, các bạn thì quan sát này, đèn pha lấy cảm hứng từ pha lê với những cái góc đa giác cực kỳ đẹp luôn. Và đèn chính là một cái bóng pha rất là lớn này các bạn. Đó, cái bóng pha rất lớn với 6 ô khác nhau các bạn nhé. À, 6 ô khác nhau các bạn. Đó, các bạn thì quan sát này, hơi khó để các bạn quan sát qua camera. Tuy nhiên các bạn nhìn thấy nó lấp lánh không? Cái hiệu ứng đèn pha LED chiếu sáng vào các cái góc đa giác lấy cảm hứng từ pha lê thì nó nhìn quá là xuất sắc luôn các bạn ạ. Bên ngoài có cái viền ốp kim loại mạ chrome này. Đây là cái đèn đấy, đèn xi nhan này, đèn xi nhan. Quá đẹp luôn. Các bạn thì quan sát này. Đó, nó hình cũng có lấy thiết kế cảm hứng từ pha lê và có đèn màu vàng như kiểu halogen. Tuy nhiên đây lại là một bóng đèn rất là đẹp các bạn. Đó, đèn phía dưới này, đèn gầm ở đây chúng ta có đèn gầm bóng vi cầu rất là lớn luôn. Bên ngoài ốp kim loại, cái hốc hút gió phía dưới này cũng được làm dạng lưới ma trận ốp kim loại mạ chrome. Cản trước cũng thế các bạn nhé. Đó, phần cản trước này. Nói chung phần đầu xe của chiếc Bentley GT này nó quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Đó, các bạn thử quan sát. Đó, chúng ta sẽ đi đến những chi tiết khác. Các bạn nhìn thấy cái nắp capo nó có những cái đường gân dập nổi kéo vuốt ra phía sau rất đẹp không? Đây, các bạn thấy cái đường gân này. Ở đây chúng ta có một cái rãnh này. Đó, có một cái rãnh ở đây. Rãnh khí động học thì luồng gió đi vào đây nó sẽ ép cái phần đầu xuôi xe xuống các bạn nhé. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đến phần mâm. Bentley GT V8 thì được trang bị bộ mâm tiêu chuẩn là 21 inch. Còn với cái phiên bản này thì được trang bị bộ mâm option 22 inch, 5 chấu kép hình bông hoa. Đó các bạn nhìn hình bông hoa rất đẹp luôn. Đó, đĩa phanh bên trong rất là lớn luôn. Các bạn thử quan sát đĩa phanh rất lớn. Và đặc biệt là cái phiên bản kỷ niệm 100 năm này thì cái logo chữ B ở đây có viền vàng vậy. Đó, cái viền bên ngoài cũng được sơn màu vàng. Đó, các bạn thử quan sát rất đẹp luôn. Lốp là lốp 275/35. Đó, ZR22. Phiên bản V8 thì tại cột A chúng ta sẽ có dòng chữ V8 để phân biệt với phiên bản VK12. Đó, đây là phần đầu xe này, phần mui xe dài.
với khối động cơ V8 4.0 lít ở phía dưới. Đây chúng ta có gương chiếu hậu với giải đèn LED bao rẽ và camera hai bên trong hệ thống camera 360 độ các bạn nhé. Đó, rất đẹp luôn. Có logo chữ B tại cột A mang cá hình chữ B, kết hợp với cái ốp kim loại mạ chrome chạy dọc xuống phía dưới cái bánh sau luôn các bạn nhé. Đó, bạn thấy quan sát. Đây là phần ngang của chiếc Bentley GT này, quá đẹp luôn. Với Bentley GT thì mình cực kỳ thích nhìn ngang, nhìn sau, nhìn chéo, nhìn mọi góc nhìn nó đều đẹp các bạn ạ. Chiếc GT V8 4.0 lít đời 2020. Đời cũ đã đẹp rồi, đời mới còn đẹp hơn, thể thao hơn, hiện đại hơn, sang trọng hơn, sexy hơn. Vâng, mình quá ấn tượng luôn các bạn ạ. Không có mỹ từ nào có thể miêu tả được chiếc coupe thể thao sang trọng đẳng cấp Bentley GT này. Mâm 22 inch ở phía sau, lốp là lốp 315/30 các bạn nhé. Phía trước là 275/35, còn phía sau là 315/30. Đó, kích thước lốp rất là lớn, cái bề ngang, cái diện rất lớn. Ở phía sau đây chính là cái phần đuôi của xe này. Đó, đây chính là tổng thể phần đuôi của xe. Các bạn thấy quan sát nó đẹp không? Nó đẹp không? Cuốn hút không? Thể thao không? Với những cái đường gân dập nổi, nhìn cực kỳ cuốn hút luôn. Các bạn nhìn thấy cái vòm bánh sau nó được nhô ra này, cơ bắp này. Đó, các bạn nhìn, quan sát này. Đó, nhô ra cơ bắp và cái đường vai này, nhìn quá xuất sắc luôn các bạn. Cụm đèn hậu cũng là một sự tinh tế vô cùng trên chiếc Bentley GT các bạn nhé. Đó, hiệu ứng 3D với các góc đa giác, lấy cảm hứng từ pha lê. Và nó có cái hình elip này các bạn này. Đó, hình elip từ ngoài vào trong, ẩn sâu bên trong luôn các bạn nhé. Hình hiệu ứng 3D quá đẹp luôn. Ốp viền kim loại mạ chrome bên ngoài. Phiên bản V8 thì khác phiên bản V12, đó là dùng bô kép hình elip. Đó, bô kép hình elip đối xứng hai bên. Bentayga V8 thì cũng được trang bị kiểu bô như này để phân biệt với phiên bản V12. Và cái nẹp ốp kim loại mạ chrome này nó chạy dọc hai bên thân xe và nó vòng cả ra phía sau các bạn nhé. Đây, logo Bentley này, dòng chữ Bentley gắn ở phía dưới logo Bentley. Logo phiên bản kỷ niệm 100 năm 1919-2019. Và cái logo hình cánh chim quá đẹp của Bentley luôn. Đó, chúng ta có thể quan sát đây. Cái logo này nó còn một cái công dụng nữa nhé. Ở phía dưới này là camera lùi phía sau này các bạn. Đó, đây, công dụng của cái logo này đó là chính các bạn ấn vào đây thì nó sẽ là mở cốp. Đó, rất là đẳng cấp luôn các bạn nhé. Đây là khoang chứa đồ của chiếc GT V8 này. Nó không quá rộng nhưng mà với một chiếc coupe thì như thế này là đủ rồi các bạn. Nó có thể đổ để vừa được vài cái vali. Vài cái vali ở đây chúng ta có cổng sạc 12V dạng tẩu thuốc và rất nhiều những cái trang bị khác. Ở đây chúng ta có bơm điện này. Bơm điện của Bentley luôn nhé các bạn nhé. Đó, một trang bị tiêu chuẩn. Phía dưới này là ắc quy và một số cái hệ thống điện. Đóng thì tất nhiên là đóng điện rồi. Đó, rất là xịn sò luôn các bạn. Đây là phần thể phần đuôi này. Tổng thể phần đuôi này quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Các bạn có thể thấy đối xứng giữa cụm đèn hậu và cái hình elip của ống xả không? Quá đẹp luôn. Trên phiên bản GT V8 này còn được trang bị cái hệ thống cánh gió này. Đó, cánh gió chỉnh điện này, nhỏ nhắn ở đây, khi nó nhô lên như này trông nó thể thao hơn. Đây, quan sát từ góc này đó, các bạn nhìn thấy nó nhô lên không? Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong và khám phá nội thất của chiếc Bentley GT, Bentley Continental GT V8 các bạn nhé. Đó, mở cửa ra là các bạn sẽ bước vào một không gian vô cùng sang trọng, đẳng cấp và tinh tế. Ngay ở cái cửa này các bạn này đã nhìn thấy sự đặc biệt rồi, với cái thành cửa này bọc da cao cấp và được đan xen những cái họa tiết rất là đẹp luôn, khâu những cái họa tiết rất là ấn tượng. Đó, mở cửa với làm được chất liệu mạ chrome này. Ở đây thì chúng ta có nhớ hai vị trí cho ghế phụ này. Chiếc này thì không được ốp gỗ veneer mà là được sử dụng chất liệu mình không rõ nó là chất liệu gì, màu đen sáng bóng luôn và kết hợp với những cái đường lai làm từ kim loại mạ chrome rất đẹp. Chiếc Bentley Continental GT V8 phiên bản 4.0 này được trang bị hệ thống loa B&O rất là cao cấp luôn và thiết kế rất là đẹp này các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái màng loa thiết kế ấn tượng không? Hiệu ứng 3D rất đẹp luôn, loa nhỏ phía trên và cái màng loa to phía dưới này các bạn. Thành cửa thôi các bạn nhé. Với vị trí bậu cửa thì chúng ta có thể thấy dòng chữ 1919-2019 Bentley phát sáng. Đây chính là cái logo của phiên bản kỷ niệm 100 năm 1919-2019 của Bentley. Vâng, ở phía trên thì chúng ta có một cái nẹp kim loại và gắn dòng chữ Handcrafted by Bentley Motor Ltd. Crewe England. Đó, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là không gian cabin
Đặc biệt là cái ghế ngồi của chiếc Bentley GT này thì nó quá là xuất sắc, quá là đẹp luôn. Đó, các bạn có thể quan sát này, hai ghế ngồi này được bọc da cao cấp màu trắng, hơi ngả vàng một chút, với những cái họa tiết rất đẹp luôn. Đó, hai ghế ngồi thể thao, các bạn thấy thể thao chưa? Đó, ghế ngồi với hai cái ôm đùi hai bên nhô cao này, bọc da đục lỗ thông hơi này các bạn. Tại vị trí tựa lưng cũng có những cái chi tiết may chỉ, khâu một chỉ với những cái họa tiết rất đẹp giống như thành cửa các bạn nhé. Logo Bentley gắn tại bốn cái tựa lưng, bốn cái tựa đầu trên bốn ghế ngồi các bạn. Logo Bentley này. Đó, các bạn, logo Bentley màu đen được thêu trên bốn cái tựa đầu của bốn ghế ngồi. Bentley GT thì được trang bị 2+2 chỗ ngồi, hai ghế lớn ở phía trước và hai ghế phụ ở phía sau dành cho trẻ em hoặc là người có tạ người nhỏ hơn, hoặc chúng ta có thể dành để đồ. Đó, ghế ngồi cũng được điều chỉnh đa hướng này. Đó, rất nhiều vị trí khác nhau các bạn nhé. Các bạn thì quan sát này, nó có rất nhiều phím bấm điều chỉnh ghế ngồi đây. Đó, cửa gió điều hòa làm từ ốp kim loại mạ chrome và đó, thiết kế rất là tinh tế các bạn. Đó, chi tiết nhựa màu đen, chi tiết chất liệu màu đen tiếp tục được ốp ở bên trong. Chúng ta có thể thấy cái đèn viền nội thất không? Đó, màu xanh xanh đấy. Đây, mình sẽ vào bên trong nội thất của xe này. Wow, không gian vô cùng đẳng cấp và sang trọng các bạn ạ. Đây là vị trí ghế phụ các bạn nhé. Những cái chi tiết ốp kim loại và một chất liệu màu đen này, nó được đan xen nhau. Đây chính là cái nút khởi động Start Top Engine, rất là đẹp luôn. Nút Start Top Engine này thì có một cái viền màu vàng bên ngoài ám chỉ phiên bản kỷ niệm 100 năm. Và các bạn thể quan sát này, những cái đó, những cái ốp xung quanh cái núm khởi động được làm theo phong cách đa giác và làm kim loại, nhìn rất đẹp các bạn. Chúng ta có mở cái cánh gió phía sau và hạ cái cánh gió phía sau này, vừa nãy mình có quay cho các bạn đó. Phanh tay điện tử ở đây, tắt hệ thống chống trơn trượt ở đây. Đây chúng ta cho chiếc cần số này với chữ B ở trên đỉnh này, rất là quen thuộc của Bentley, và cái viền kim loại cái viền màu vàng phiên bản kỷ niệm 100 năm. Rất nhiều những cái núm bấm đều có cái viền màu vàng. Đó các bạn thấy quan sát này, những cái phím bấm có cái viền màu vàng ám chỉ phiên bản kỷ niệm 100 năm. Đó, cần số thì làm rất đẹp luôn, rất tinh tế, ốp kim loại và nhựa xung quanh. Chữ P này, đó, chữ P về chế độ P đấy. Ở đây thì chúng ta có hệ thống điều hòa hai vùng độc lập phía trước, điều chỉnh hai bên này các bạn, điều chỉnh ghế ngồi, sấy ghế, sưởi ghế, thông gió, thông hơi và các hướng gió cũng được điều chỉnh hết ở đây các bạn nhé. Đây là cái núm điều chỉnh điều hòa mà nó thiết kế này các bạn. Cái núm điều chỉnh điều hòa mà nó thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ tinh tế luôn các bạn nhé. Xuất sắc luôn đấy. Ở đây thì chúng ta có một chiếc đồng hồ của Bentley. Đó, chiếc đồng hồ của Bentley với logo Bentley, dòng chữ Bentley rất đẹp luôn, chỉ có 4 số là 3, 6, 9 và 12 thôi. Có viền màu vàng phiên bản kỷ niệm 100 năm. Hai bên là hai cửa gió điều hòa, cũng có ốp kim loại xung quanh. Đó, ngay cả cái núm này cũng có cái viền màu vàng phiên bản kỷ niệm 100 năm các bạn nhé. Đây, có cái nút về home ở đây, hoặc là các bạn thể dùng cảm ứng ở phía trên. Đó, đã về home rồi. Ở đây thì là cái màn hình kích thước khoảng 12.3 inch. Ở đây thì có navigator này, nó sẽ hiển thị navigator ở đây. Đài đang số 2 Tôn Thất Thuyết Hà Nội, các bạn cũng có thể kích vào đây xoay như thế này. Mình đã không hiểu là zoom nó ở chỗ nào. Chúng ta có thể, ngoài cái navigator thì chúng ta có thể điều chỉnh media ở đây này. Đó, kết nối với các cái điện thoại này, iPhone này, Galaxy này. K ở đây thì chúng ta cũng có Night Vision này. Đó, Night Vision nhá, Head Up Display này, Intelligent Coasting này, Ray Superson này. Đó, rất nhiều những cái tính năng. Đó, cài đặt điều hòa và các hướng gió của các cái cửa gió điều hòa thì rất đẹp luôn các bạn nhé. Hoặc là kết nối với Wi-Fi vân vân. Ngoài ra nếu các bạn không muốn nhìn thấy cái màn hình này, chúng ta cũng có thể điều chỉnh. Ở đây là một cái tam giác các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Thiết kế mới của Bentley tạo ra một cái màn hình đỉnh cao luôn. Chúng ta ấn vào cái nút Screen này, ấn mạnh vào một cái là nó sẽ đổi, nó đổi hiển thị đó, sẽ thay bằng một cái bề mặt khác, đó là ba cái đồng hồ. Đó các bạn nhìn thấy ba cái đồng hồ luôn nhé, rất ấn tượng luôn. Đây mình sẽ quay gần ba cái đồng hồ này cho anh em xem, với cái viền màu vàng rất đẹp. Đó, các bạn muốn đổi về cái màn hình khi nãy thì các bạn ấn thêm phát nữa này, để home này. Và khi các bạn tắt máy thì cái bề mặt này nó sẽ là cái chất liệu màu đen này, trải phẳng hết ở đây. Có một, đây là một cái hình tam giác các bạn, nó sẽ lật theo hình tam giác. Tuy nhiên khi các bạn tắt máy thì nó về cái màn hình đen. Còn khi các bạn đang nổ máy thì các bạn ấn screen này, nó sẽ đổi giữa ba cái đồng hồ và cái màn hình này.
Còn đây là vô lăng. Có lẽ là mình sẽ phải chuyển qua ghế lái để các bạn, để mình quay cho các bạn. Đây là bên phía ghế lái này cũng có dòng chữ 1919 Bentley 2019 và cái logo như ở bên kia. Đó, chỉnh điện đa hướng này. Đó các bạn, ghế ngồi cũng tương tự như bên kia. Đây, mình sẽ vào bên trong và quay nội thất như thế này. Đây, chúng ta có vô lăng tròn vo luôn, rất là quen thuộc Bentley. Được bọc da cao cấp hai màu đen và màu trắng ngà kem một chút, ngà vàng một chút, giống với màu của ghế ngồi. Có logo Bentley ở chính giữa này các bạn. Thiết kế vô lăng quá đẹp luôn, nhìn đã thấy yêu rồi. Những cái phím bấm này, vào navigator hay là sấy vô lăng này, các cái phím bấm khác, và có một cái con lăn ở đây. Thiết kế cũng rất đẹp. Bên này chúng ta cũng có nhiều kiểu hiển thị khác nhau. Xem cái view này nó hiển thị cái gì. Nó sẽ thay đổi các cái hiển thị ở trong này. Đó các bạn thấy. Đó, nó có thể hiển thị cả cái bản đồ chính giữa các bạn nhé. Chính giữa cái màn hình phía sau này. Các mình màn hình phía sau này là màn hình điện tử các bạn nhé. Kích thước có lẽ là cũng là 12,3 inch. Nhìn rất đẹp luôn các bạn ạ. Nhìn cái màn hình này rất yêu luôn. Chiếc này cũng có HUD hiển thị trên kính lái các bạn ạ. Tuy nhiên qua cái điện thoại thì hơi khó nhìn. Quá đẹp luôn, cái màn hình quá xuất sắc các bạn ạ. Rất tinh tế luôn. Đây, cái màn hình trung tâm này và cái màn hình này có kích thước tương tự nhau. Quá đẹp luôn. Có lẫy chuyển số phía sau vô lăng nhé. Một chiếc xe thể thao như này thì không thể thiếu được. Quay góc này hơi bóng các bạn thông cảm. Hôm nay thì trời hơi lạnh và nó cũng âm u nữa, không nắng đẹp được. Đấy, các bạn thì quan sát những cái phím bấm này được thành một cụm ở đây, hình chữ nhật ở đây luôn, một cụm ở đây. Phía dưới này thì chúng ta có một khay để đồ. Một khay để đồ ở đây, nhỏ nhỏ ở đây. Đây là chìa khóa của chiếc Bentley Continental GT-V8 này. Có mở cốp phía sau này, khóa và đóng mở cửa này. Thiết kế rất đẹp luôn các bạn. Chữ Bentley. Bentley với chữ B có viền vàng, phiên bản kỷ niệm 100 năm. Quá xuất sắc cho một chiếc coupe thể thao sang trọng và đẳng cấp. Đó, cái khoang cabin nó quá đẹp, quá xuất sắc luôn các bạn. Thực sự là đỉnh cao của thiết kế luôn đấy. Hôm nay thì mình đã có cơ hội được mần một chiếc Bentley GT V8 tại thị trường Việt Nam. Đó, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Được Sơn Tùng Auto nhập về các bạn nhé. Chiếc này thì còn hai ghế ngồi phía sau nữa các bạn nhé. Thiết kế 2 cộng 2 chỗ ngồi. Đó, còn ghế hai cái vị trí ghế ngồi đằng sau cũng có một cái vị trí giữa là khay để cốc. Nó cũng không có nhiều chi tiết để mình quay lắm. Là hai ghế ngồi, tuy nhiên cũng được trang trí những cái họa tiết rất đẹp các bạn. Rất xuất sắc luôn. Rồi, có lẽ mình sẽ kết thúc cái video giới thiệu nhanh về Bentley Continental GT-V8 2020 tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe, xe sang và xe mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.